Hiện tại thì em đang có mặt tại trung tâm huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để quay và gửi đến cho tất cả mọi người xem một mảnh vườn mắc ca ghép. Mảnh vườn của mình thì nó cách trung tâm của huyện Tuy Đức này là khoảng 4,5 km mọi người nhé. Đó, đây là trục đường tỉnh lộ nối liền giữa huyện Tuy Đức sang bên xã Đắk Rung của huyện Đắk Song nhé. Trung tâm rất là sầm uất, cách cái đường tỉnh lộ là 2,5 km nhé. Đó, trung tâm huyện Tuy Đức khá là phát triển mọi người nhé. Và bây giờ mời mọi người theo chân em đi vào mảnh vườn của mình nhé. Đó, vườn của mình thì nó cách đường nhựa ngoài này là 400m mọi người nhé. Đường thì ô tô vào tận nơi. Đường nhựa này thì dân cư ở đây đã họp dân mỗi người 10 triệu. Còn lại là nhà nước trợ cấp cho để làm một con đường bê tông thông vào trong này nữa nhé. Đó, vườn mắc ca ghép đang cho thu. Mảnh vườn này thì có tổng là 200 cây mắc ca ghép mọi người nhé. Vườn là cực đẹp luôn. Mắc ca ghép này mới trồng được 2 năm nhưng mà đang cho thu bói rồi nhé. Một mảnh vườn dành cho quý anh chị mua để làm vườn dưỡng già thì rất là ok luôn. Đó, mắc ca thì cực đẹp nhé. Đất thì nói chung là bằng như sân luôn. Bám hai mặt đường, hai bên mặt đường nhé. Vườn mắc ca này thì có tổng diện tích là 7,6 sào mọi người nhé, 7.600 m². Nó có địa chỉ là tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó, một mảnh vườn mắc ca cực đẹp. Giá thì cực kỳ là yêu thương luôn. Mắc ca của mình thì đang cho thu bói mọi người nhé. Mảnh vườn nó nhìn chung là mảnh vườn của mình á là mắc ca chọn giống rất là chuẩn. Đó, 2 năm mà trái đã đậu trái rất là nhiều rồi nhé. Trái đóng cùm rất là sai luôn. Cả vườn của mình nói chung là cây thì nhỏ thôi nhưng mà trái đóng từng cục luôn. Đó, giống rất là chuẩn mọi người nhé. Đó, nên cây này về từ đây đến chợ đi là bắt đầu là cho trái rồi. Là quý anh chị mình có mắc ca thu rồi nhá. Giá nguyên lô này thì cực kỳ là rẻ luôn. 7,6 sào mà gia chủ đang muốn mong muốn sang nhượng cho mảnh vườn này chỉ có 600 triệu thôi nhá. Quý anh chị mình nhanh tay thì được sở hữu ngay mảnh vườn này. Đó, trái xúc xích đầy cây. 2 năm tuổi mọi người nhá. 2 năm tuổi mà trái này. Đậu rất là dày luôn. Mắc ca giống mới gia chủ đã chọn rất là kỹ nhá. Chung là ra trái là đậu cùng đạt, rất là đạt luôn. Đất thì bằng nhá mọi người nhá. Đất bằng view thoáng. Nguồn nước tưới thì nói chung là mắc ca thì không cần nước tưới đâu. Nó ra hoa là như cây rừng luôn. Nó trái đậu rất là nhiều nhá. Cây nhỏ mà trái rất là nhiều. Cây thì bé bé. Năm nay là mới có 2 năm thôi mà đã cho thu bói rồi nhá. Nước tưới thì quý anh chị mình có thể kéo điện cách khoảng 400m nhá. Là mình kéo điện mình khoan giếng ở đây thì khá là ok. Còn là mình để sinh trưởng tự nhiên như này thì cũng không sao cả. Mắc ca thì nó không có sợ. Mắc ca thì không cần nước, ra hoa tự nhiên hết nhá. Còn có nguồn nước tưới, mình tưới tắm vào thì mình chăm thì nó sẽ mạnh hơn. Đó, đất thì bằng đẹp như thế này nhá mọi người nhá. Quý anh chị quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình nhá. Đây, mắc ca ghép của mình này, trái đã chưa? Đó, cây có 2 năm tuổi thôi. Trái đầy cây luôn, trái rất là đóng cùm nhá. Đó, có 200 cây mắc ca này thì dành cho bác anh chị lớn tuổi thì có thể là vào đây chỉ cần một mảnh vườn này thôi đã có tiền mình dưỡng già rồi, không phải chăm sóc nhiều nhá. Cây mắc ca nói chung là một loại cây ít phải chăm sóc nhiều, ra hoa tự nhiên, không cần phân thuốc thì nó vẫn cứ lớn ở mầm nhá. Mình chăm sóc vào thì nó sẽ mạnh hơn, sẽ lớn nhanh và cho năng suất cao hơn. Đây, cây thì có hơn 2 mét thôi mà trái xúc xích luôn.
đóng cùm rất là đạt nhé. Nói chung là vừa này gia chủ chọn giống rất là kỹ. Càng về lâu về dài thì mảnh vườn này thì khá là ok luôn. Và giá thì cực kỳ là mềm nhé. Cây có 2 năm tuổi thôi mà trái đậu sai trĩu luôn. Năm sau là bắt đầu là mình vào thu chính hơn rồi nhé. Đó, trái đậu rất là nhiều trên cây này thôi. Có 2 năm tuổi thôi. Macca thì một loại cây chăm sóc rất là khỏe, ít cần chăm sóc. Nó vẫn lớn bình thường, nó đã thuộc tốt là cây rừng nhá, quý anh chị ha. Đó, trái rất là nhiều. Một sự lựa chọn, Macca ghép. Đó, giá cũng rất là cao nhé. Trên thị trường dao động từ 70-80 nghìn đến hơn 100 nghìn 1 kg. Đó, vẫn mang lại nguồn kinh tế rất là ok cho mình nhé. À, quý anh chị quan tâm muốn sở mảnh vườn này thì liên hệ em nhé. À, tại đây thì em cũng xin dừng video tại đây. Mọi người quan tâm muốn mua mảnh vườn này thì liên hệ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một ngày đẹp trời nhất nhé.